Nếu không có gì thay đổi thì năm mới cũng như năm cũ nó cũng xui thôi. Sako à? Oh yes, yes. Adu. Now we begin. Adu. I have my orders. Charmed, I'm sure. Lực loại phế liệu thông thoáng. Nhà đại kiệt. Đúng rồi. Đây này có, búp bê của mẹ mua cho con đó. Lực loại phế liệu thì mình sẽ rất nhiều đồ. Cái này thì sẽ có rất nhiều tiền. Cái này thì sẽ lên cấp nhanh. Ba cái nào mới ngon? Làm cái thông thoáng đi nhờ. Làm cái thông thoáng đi. Time for a true display of skill. Ra những chú chim rì cùng bắt con cá rô phi. Metal is harder than flesh. Tướng hai sao là bắt vàng. Rồi biết. Tái chế này. Time to start some trouble. Bắt mấy con tái chế đi, đừng tiếc các bạn. Mình đép bằng tái chế lên luôn. Rồi tí thêm một con tái chế nữa là mình được bốn tái chế. Tính ra một round mình sẽ được 3 kinh nghiệm, mình giống như 3 vàng rồi đó. Lên cấp nhanh. Rồi có chân đồ hoặc là dích nên là 4 tái chế là bú rồi đúng không?
mình làm cái quỷ thư trước đi. Để đếm. Have you met my sleeve? Ok, thông thoáng thì mình chơi bài gì? Thông thoáng chơi bài gì trả được bạn? Cái thông thoáng chỉ giúp bạn lên cấp nhanh thôi mà. Bài gì mà không được? Chết câu thần tượng này. Don't worry, I am here. Câu thần tượng xấu. Are sort of my specialty. Oh. By your command. Boom. Có chân đồ nữa mà. Ui, ông này ngoài bên mà lắp đồ kinh vậy. Có khi nào đánh sáu tái chế không ta?
Zana cầm quyền triệu bốc phát đầy máu, đấm nguyên sàn luôn. Thế rồi. Đánh ai gót là phải tí nên tính mà. Từ từ tính. Đánh 5 tiền ngon hơn đánh ai gót là mình. Ai gót đồ này xấu lắm, hai cái nước mắt là thấy vứt đi rồi. Lên 9 đánh 5 tiền. Mà nó cố tình nó cái ép của mình kìa. Lão chưa? Thứ cái ép thôi. Thứ cái ép thôi. Ây da. Đồ đạn như này sao chơi đây ta?
attacks are sort of my specialty. Time to start some trouble. Đang lên cấp để gì mà cho này lên 2 sao đúng không? Lấy lại cái cung đấy. Mình cần cái cung các bạn. Đây đừng có nhập từ đó, nhập từ đó được rồi. Cái này ốc 9 thử sức rồi, ốc 9 xoay cây da đắng. Có cái đập đồ này, quyền trượng này, này. Quyền trượng được á, thiếu cái giáp thiên thần nhỉ. Nếu mà lắp quyền trượng thì được, sẽ thiếu cái giáp thiên thần. Đập cái nước mắt thì từ từ đã. Úi Akali này thôi lắp viện trưởng đi. Thừa một con này rồi này. Hai con Sion à. Hai con Sion thì mình bỏ con gì đi được ta. Bỏ thông thoáng rồi đấy. Hai con Sion bỏ thông thoáng rồi nhỉ. Không, từ từ đi, lên 9 nha. Lên 9 kiếm lại mấy hồi. Thì mình đã lên vội đó. 4.5 lên cũng đẹp rồi này. Tân sau là mình sẽ được mấy kinh nghiệm, tân sau sẽ được 5 kinh nghiệm là 44 trên 80 là ức còn 36 là được rồi. 36 phải còn khoảng 63, 36 còn được 27 bắn chân đồ nè. Bắn chân đồ, bắn Echo, thứ này. Cái đóng cái tiền trượng đi đã, mọi thứ tí nữa tính xong. Quan trọng gì? Kiếm mất hết rồi, chán cái găng á. Găng mất luôn, thôi lấy cái giáp vậy. Thì quái, quái thì quái, cái gì đó. Quan trọng gì? Mèo này. Mèo bài này có cần không nhở? Để mình tính coi Bra, Galio, Sion là hết mẹ nó 5 slot rồi. Akali là 6, Sako là 7. Seraphine Taric 8, 9 không cần. Không cần. Nè 20 tiền này, 20 tiền
thiệt là lên được này. Thôi, tới quái đi. Lên tên quái vậy. Thịt quái lên. Ở đó thịt tượng thì cũng ngon. Ê có phước lành nè. Phước lành thì tí mình bỏ Seraphim đi được á. Phước lành tí bỏ Seraphim thì mình kẹp Blitz các thứ cho nhiều hệ cũng được. Nhất thống tí kiếm mèo lại sau bạn, mình chưa muốn bắt ấy. Bây giờ này, bây giờ tha hồ kẹp hệ này. Các bạn có thể gọi là kẹp thoải mái luôn, kẹp Blitz luôn, bỏ vào ra ông được có phước lành thì thôi đánh hai. Đánh hai thần tượng thôi. Có phước lành thì đánh hai thần tượng cũng được, rồi xong kẹp hệ vô cho nên cái nhất thống này nó nhiều đam cũng được. Hai thần tượng rồi ba băng đảng là được. Giá thịt thật là ngon thì ai chả biết. Mình chờ nè, xem đồ gì xấu mình đọc. Nói chung thì đồ này đánh cây da vẫn là ok nhất. Akali không có giá thịt thần thì nó cũng dễ chết lắm. Let's get going. When does the killing start? I can make a difference here. Don't worry, I am here. The best defense. Let's get started. Don't worry, I am. Còn cái dao điện đen này, dao điện cũng ngon. Mèo. Let's slice them.
Giờ các bạn muốn chơi con nào? Muốn chơi con nào nè? Con nào lên 2 trước chơi con đấy hả? Đéo con nào lên 2. Cây ra. Nó phải giao điện điểm rồi. Còn nếu chơi con Sako thì phải vứt con này ra. Hoặc là vứt con này ra. Vứt cái tái chế đi. Vứt cái tái chế để kẹp con mèo vô. Vứt tái chế kẹp mèo. Thì con nào lên 2 trước đi nhá. Akali thì cần cái vô cực các bạn. Không có cái vô cực thì nó hơi yếu. Còn Deco mình chưa bước sái, con nào lên trước mình sái. Từ từ, bình tĩnh các bạn. Quan trọng gì? Nếu mà con này thì mình đánh cây ra được. Mất rồi. Có bút rồng. Ờ, con này lấy bút rồng được đấy. Mất rồi. Lấy quyền năng thì cũng được. Ây da. Mình còn đập đồ Sion 2 này. Fiora này các bạn này. Đấy, anh em muốn chơi con này thì mình chơi chơi con này nhá. Âm mưu đi các bạn, âm mưu to lớn đi. Đấy, chơi con này thì cũng nhiều hệ phết. Chơi con này thì nhiều hệ hơn thật. Hơi nhiều hệ. Cây da mộc mà nó muốn win. Trời ơi. Thế thì âm mưu đi. Âm mưu to lớn luôn. Âm mưu to bự luôn. Ê, có con thằng này, có con thằng đánh rồi này. Có thằng này đánh rồi này. Khó à, có con là hơi khó. Kiếm súng nữa nè, được luôn cho cây dao luôn. Chơi đi, kiếm súng hồi máu cho team ngon mà. Chơi đi, tại sao không? Khỏi đập các bạn, kiếm súng được. Kiếm súng hồi máu cho team. Cho xin anh Eco đi. Này à. The storm approaches. Còn hai con nữa, còn hai con nữa.
ไอ้ตัวอ้อยจะได้chưa ăn cứt đang cố em ơi phải nuôi âm mưu tóc bự một tí âm mưu một tí giao lưu ba kể chuồng cũng được rồi. Nào làm cái khởi đầu đầu năm coi, cái đầu năm gọi là vướng vướng tí coi. Thôi mà nó hút máu vậy, hút máu phải cái này. Hút máu thằng hồi máu cho tim đi. Đi dồn cứt. Bên cái gì? Người ta còn chưa muốn. Có cái gì to to nếu có cái ra hai cái này my turn đi luôn cướp mặt ấp chó mặt ăn nguyên một mặt cướp Chôn cứt Chôn lin cái gì ta bán hết quân làm gì chưa xong game mà giết được thằng này này nếu mà mình giết được thằng này là ngon này có khả năng này à, tiêu ra thua rồi này thằng này sống này mình giết được thằng này chết này thằng này chết là ngon này đéo giết được có khi nào end game luôn không ta mà nó chó This ai là người ra đi đây
Rồi, Mira ra đi. Anh em thấy clip này hay á thì nhớ để lại cho mình một like nha. Nếu anh em muốn thử thách mình đẹp tướng mới hoặc là build được hình mới á thì để lại một comment cho mình ở phía bên dưới nha. Đã sinh ra là chỉ châu tinh nghịch, trẻ châu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì chỉ châu vô địch. Châu. Đã sinh ra là trẻ châu tinh nghịch, trẻ châu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì trẻ châu vô địch.